Cáo tàu quá trời trái thằng em ơi. Màu lớn thiệt á. Ừ. Chào cả nhà. Thì hôm nay hai vợ chồng mình đi về Việt Nam chơi, các bạn không có thời gian để ra vườn hái rau để làm đồ ăn ngoài vườn luôn. Thì bữa nay trời nắng lại mát mẻ cho nên mình ra vườn hái chút xíu rau để vô làm đồ ăn trưa cho hai vợ chồng. Nói chung là năm nay mình chưa có ra ngoài sân để ăn á em. Thì bữa nay nếu mà trời đẹp về ra ngoài sân ăn cũng được, nhưng mà không biết chút nó có nóng dữ không? Anh nghĩ thì bữa nay rất là nóng, dự báo thời tiết thì hình như là hơn 30 độ. Wow, dữ hả? Rất là nóng hả các bạn? Đã cuối mùa hè rồi, nhưng mà thường thường ở Canada thì cuối mùa hè lâu lâu nó có vài cái ngày hay là một tuần nắng nó rất là nóng. Wow, cái dàn khổ qua của mình nay quá trời trái anh ơi. Bây giờ cái nó giật dậy cái trái mà nó mọng nước rồi, rất là ngon luôn các bạn. Đây nè, nhỏ nhỏ rồi lớn cũng có, rất là ngon ha. Quá trời luôn, nhỏ nhỏ quá trời luôn nè, chắc chắc phải ăn xong phải thu hoạch. Thu hoạch mấy cái trái lớn trước ha. Thì các bạn thấy là bữa hổm mình về xong rồi nó bị đỏ, xong rồi có một đợt sau nó cũng đỏ luôn. Là tại vì cái đợt đó là giống như khi mình về nó đã ra trái hơi trọng trọng như thế này rồi, thì nó cũng không có cứu kịp các bạn, nó đã bị khô ở trong cái ruột rồi, cho nên nó chín luôn á. Nói chung là hình như là ba đợt nó bị chín héo á các bạn. Dạ, thì cái đợt này thì mình thấy rất là ngon nè, đợt vừa rồi cũng ngon luôn. Nhưng mà đợt này thì nó đều với nó không bị đều anh. Thì mình sẽ hái bớt những cái trái bự để cho những cái trái nhỏ nó lớn không thôi nó bị nữa đó. Rồi bữa nay hái cái rau gì để vô ăn đây, mà mình đã ăn gì ta? Thì bữa đem mắm từ Việt Nam qua, các bạn dự định ăn luộc thịt xong rồi ăn với mắm, rau sống rồi nè. Thì rau răm chắc cũng phải hẹ nữa không? Hẹ rồi rau cần nước, còn rau giáp cá thì bữa hái vô hết rồi các bạn, cho nên vẫn còn ở trong nhà. Rau răm trồng năm nay rất là đạt tiêu chuẩn đó các bạn, mà nó lên rất là nhanh luôn. Hình như là rau răm là trồng là dễ nhất nữa. Dễ lắm các bạn, thì có nhiều em hỏi sao mà cái rau răm của chị nó đứng dữ. Là tại vì mình trồng, thứ nhất là mình trồng lâu rồi, nó cái gốc nó bự nè, với nó khít quá đó anh. Nó lên nhiều quá rồi, nhà kính thì nó nóng, cái nó lên nhanh, nó đứng vậy đó. Nói về khít khít á các bạn, tại vì nó không có chỗ để nó chen lấn hay là nó thoải mái nó bò đó, thì nó phải đứng thôi. Đúng rồi đó, giống như mình đi coi hát mà nó chật quá, không chỗ ngồi cho nên phải đứng vậy đó. Đúng không nông dân? Đúng ý rồi. Nông dân vậy đó. Đúng rồi. Ra ngoài phi trường rồi nó không có ghế ngồi hay là gì thì phải đứng thôi. Lên xe bus rồi đó không? Ghẹo chơi các bạn. Thì mình hái nắm hẹ luôn, hẹ thì hôm nay về hái mấy lượt luôn rồi nè. Wow, cắt cái nó thơm quá ha. Nhưng mà hẹ nhanh thiệt, anh em mới cắt bữa. Đúng rồi, hẹ cũng rất là dễ trồng luôn. Cái này là trồng cũng như là không cần phải chăm sóc luôn, nó vẫn lên. Mà nó lên càng tốt nữa ha. Dạ, với lại nhiều em hỏi sao mà cái hẹ nó nhỏ xíu ha. Thì đó, mình mới trồng mình cũng nhỏ xíu à. Chứ lâu lâu mình cũng cắt sát gốc chứ mình bỏ thêm đất anh. Thì nó mới bự được. Hình như hẹ nó có 2-3 loại lận em. Dạ vậy hả? Hình như hẹ Tây thì nó rất là nhuyễn. Còn cái hẹ này là mình trồng là họ... Hẹ giống như hẹ mình mua ở Việt Nam ha, nó rất là mập, nhưng mà mình trồng càng lâu thì nó cũng càng mập lên. Đó. Thì cái này có bông lâu lâu mình ngắt, mà cái này thì mình xào ăn được, còn ít quá thì thôi mình bỏ. Em hái cần nước cho anh nha. Rồi mình chắc mình hái hái đủ ăn thôi. Hái đủ ăn lên, nhưng mà mình cũng phải thu hoạch luôn nè em ơi. Xong thì chút mình ăn xong rồi mình ra mình thu hoạch. Tại vì cần nước này mình để già các bạn. Hết ngon ha. Cái chỗ này thì bữa mình tưới cho nó nhiều nước cái nó ngã xuống à. Tại vì nó non quá cái nó rạp mình xuống ha. Non thiệt á. Còn nhỏ ha. Cái này nó nhuyễn nhuyễn rồi các bạn. Không có bự lắm. Cái này thì
Cái này là mình đi về cái mình tưới phân cá đâu không? Bây giờ nó mới bắt đầu nó xanh mướt lại. Mình cắt lần này cái lần sau đó sẽ rất là mập luôn. Bữa mình về mình cũng cắt lần rồi phải không? Bữa mát cắt xong rồi còn dư lại mình cắt mới rồi xong mình tưới phân cá rồi đổ nước lên từ từ. Rất là non ha, đợt này rất là non ha các bạn. Các bạn thấy nó cũng cũng như là tươi đầy nhựa sống thì nó rất là non. Như cái rau này mình tưới nước ra, càng nhiều á các bạn thì nó lên rất là cao ha, mà nó mập. Cái này thì các bạn non dữ luôn, non giống như là nó mềm xẹp luôn á. Nó non đó. Chẹt giống ông Thua Lò Mon luôn. Chẹt luôn á, non như ông Thua Lò Mon là ngậm không nổi luôn. Non nhưng mà nó dai, nhìn non nhưng mà dai. Già cho nên nó dai. Đó. Còn gì nữa không em? À, đủ à? Coi ra coi có dưa leo không hái, mà bữa em hái dưa leo cũng còn. Anh thấy có dưa leo á. Có hả? Vậy thôi hái đó, ở đây thì được hai trái mướp nữa nè. Hai trái mướp nè các bạn. Này chắc ít bữa thu hoạch luôn ha. Đó, này là anh trái mướp khía, anh trái mướp hương. Ở dưới đây rau dền nè, cũng thu hoạch được rồi nè không? Năm nay thì được cây đậu rồng, bò đậu quá rồng. Trời luôn rồi nè, nhưng mà sao không thấy cái bông vậy trời? Wow, mới sáng mà rất là nóng rồi. Đó, mướp bữa nay nó mà lên nó bò quá trời mập luôn. Hay ra hái dưa leo. Nghe cái mùi đậu rồng tự nhiên thèm một vịt lộn. Ông Thua Lò Mon không ăn vịt lộn nữa. Tại vì đi về Việt Nam nó phì như cái trống. Không phải cái trống. Như cái trái này vậy nè. Đó. Đúng rồi các bạn. Mình đi về Việt Nam qua cái có con dây bí này mà nó ra một trái mà nó bị héo rồi tại vì nó thiếu nước á. Xong rồi cái mình cắt mình bỏ rồi cái nó ra cái nhánh khác cái mình thụ phấn. Mới có mấy ngày mà nó vậy á. Ghê không? Nó mới như nông dân mình nuôi vậy đó. Cái này mình cho nó bón cái vịt lộn vô chắc nó còn mập hơn ông Thua Lò Mon mấy chục lần. Mới mấy ngày mà cho dưa leo cũng to điếng luôn. Nó tại vì cái mấy cái dưa mini nó mau lớn lắm ha. Đây trái ngon quá trời luôn. Đó. Một trái. Đây trái. Ồ, bao chùm này ba trái luôn hả ta? Chắc mình cần nhiêu đó ăn luôn hả? Hai trái đủ rồi. Các bạn. Rất là tươi, ngon. Hôm nay là đạt tiêu chuẩn để bán luôn á. Đúng rồi đó, ở ngoài chợ bán vậy nè. Mà dưa này bán mắc lắm. Còn gì nữa không? Thôi đủ rồi. Cái dưa gan này em thấy nó hơi khô, chút anh tưới nó nha. Em vô em luộc thịt cái ăn. Rồi ăn không? Dạ. Ồ bà cái này nay cũng tốt ha. Dạ, bữa nay mấy cái nào mà mình chưa cắt á, nay nó lên quá trời tốt nè. Ồ hái trái ớt luôn rồi. Ớt cay không? Ớt cay vô trộn với mắm trong nông dân nha. Ớt cay thì ở đây. Đó, thì hôm nay cái này mình thu hoạch ra. Theo khi nào cần ha. Theo nhu cầu hả? Theo nhu cầu chứ không có thu hoạch một lần. Bữa cho cái người bạn mấy trái. Họ làm giống quá. Ớt này ăn cũng vừa đủ cay. Em nghe nó cay lắm mà hả? Cay. Tại nghe mấy người bạn cũng tương đương với ớt hiểm Việt Nam mình. Cái này mình trồng thì mình cứ hái từ từ ăn các bạn, đừng hái nhiều quá tại nó để cây lâu lắm mới hư. Wow. Đúng. Ớt mà cũng thơm quá ha. Cây này nay cũng trái quá trời. Rồi chắc chừng nửa tiếng nữa là có ăn gì không em? À, anh chuẩn bị đi. Sữa sạn thì cuối cùng cũng xong thôi. Cái này thì không có nhiều. Nhưng mà lẳng tẳng lẳng trái miếng là xong rồi làm cũng ở đâu. Lẳng tẳng nhiều thứ. Cái này thì thường là mình có thể ăn với bỏ vô chén ăn hay là mình cuốn bánh tráng. Nhưng mà anh thấy cuốn bánh tráng ăn ngon hơn ha. Anh muốn sao? Cuốn bánh tráng đi. Cái đầu cuốn bánh tráng đi ha. Có cái món anh thích.
Thì cái này thì mình về Việt Nam ăn cũng rất là nhiều lần, nhưng mà để cho mình ăn cái rau ở cái vườn nhà mình có ngon hơn không? Ở đây thì có cái mắm ông Solomon thích nè các bạn. Mắm chua. Mắm chua hay là mắm cá cơm. Cái bà xã làm thêm cái này thơm phải không? Xào lên cho nó ngọt không? Xào lên cho nó quéo lại xong rồi mình trộn mắm với tỏi ớt vô. Cái con này là ăn với cơm nguội là okay. Quên nói gì? Thì cái đúng ra cái mắm này thì phải trộn với lại cái đu đủ nữa các bạn. Nhưng mà tại vì nhà ông nông dân thì ông không thích ăn đu đủ. Cũng được nhưng mà anh nói là thích ăn mắm nhiều hơn. Thích mắm à? Tại vì mắm nếu mà mình không trộn vô á thì nó mặn không? Mặn thì ăn không ngon. Nhưng mà trộn nhiều quá thì nó mất cái vị mắm này. Cho nên thì mình bắt chước em à. Thơm thôi. Trộn thơm thì nó dịu xuống, nó ngọt ngọt. Nhưng mà trộn thơm không thì nó cũng bít hết mắm này các bạn. Hồi nãy mình trộn vậy mà nông dân ấy, trộn thơm quá, không thấy mắm đâu. Bữa nay thì có rất là nhiều loại rau ha các bạn. Nào là cần nước nè không? Cần nước thì ăn cái này là ngon nhất nè. Rất là lâu chạc mới hái luôn á. Hẹ thì nếu mà thích thì cho nó quấn quấn ra, còn không thích thì cho nó thập vô. Rau diếp cá. Đây các bạn. Cũng hái bữa hổm nè. Cái này là rau cái chua chát ha, đem về hôm nay thì bữa cũng có ăn lần nhà má một lần rồi. Mà nó không có quay phim các bạn cũng ngon nghe. Hôm nay thì mới rảnh rang làm nhà thì cái chua chát nó bị đen mà. Giá này không có trần nữa các bạn. Cái chú chát này nó bị đen nhưng mà nó vẫn còn ngon nữa các bạn. Cái này tại vì mua không có. Chú chát này nó cũng nó bị thâm đen ha các bạn, chứ không phải nó già. Cái này nó vô không khí một chút là nó bị thâm đen à. Không phải nó vô không khí nhưng mà tại vì nó bị cũ á. Nó bị chứ em nó bị cũ hay nó bị già? Không phải bị già. Nó không phải bị già mà nó bị không phải bị mũ, mà bị cũ, bị thâm niên, nhiều ra ngoài bị lọc vỏ hết rồi, cái ở ngoài không khí hay là ở ngoài thời gian nhiều giờ cái nó thâm đen. Nhưng mà cái trái chuối thì nó vẫn non, ăn vẫn ngon. Rồi có bỏ gì quên đó ông ta, lại nhau này bóc luôn đi. Bún thơm chưa? Dưa leo, đó nhiều món lạnh cảnh quá. Rồi dưa leo này mới hái luôn á các bạn. Xin mời các bạn nha, ông đi lâu quá. Ăn trước đi. Ông quên lấy miếng giấy rồi. Còn cái này thì cái đó anh ăn nhiều anh bỏ là nhiều. Mới ớt mà tươi mới hái luôn. Mới hái thịt luôn á. Wow, trời ngon. Này vừa nói không là cái nước giải nó đã tỏ ra khắp cả bốn miền ở trong cái miệng rồi. Thì mình thấy tâm mắm tôm các bạn, mắm tôm này cũng Việt Nam mới đem qua nè. Cái này thì ít cay hơn chút. Cái này lần này về Việt Nam mà chưa có được ăn mắm sặc sống với cơm nguội ha. Định ăn đó nhưng mà nhiều thời không có nhiều thứ ăn quá, nhiều lựa chọn quá. Cái này ăn thì rất là tốn nước nè các bạn. Dạ, xin mời các bạn. Thế em bỏ này hả? Ồ, không có cuốn vô hả? Thôi em cuốn vô. Ồ, hôm nay em cuốn vô luôn hả? Ồ, ăn quê anh chắc. Thôi thì anh làm gì cũng được, chị thì khỏi trống. Ăn gì ngon hơn. Ồ, bỏ vô đây thì nó khó cuốn hơn em ơi. Tại nó ướt. Với lại nó đóng tay. Thôi, rút kinh nghiệm lần sau. Quên chứ không phải là không có kinh nghiệm. Cái này mình đem ra cái mình cho mấy người Tây ăn. Tây giờ cũng hay lắm nha, tại vì người Việt ở đây giờ nhiều các bạn bán có nhiều loại đồ ăn Việt các nhà dân Tây giờ hay lắm. Để thử ăn các cơm. Các bạn, nó có mắm đậu trọng sẵn luôn ha. Không phải là quên thôi.
Mời các bạn. Sao? Ngon rồi. Ngon. Cái rau này nó thơm quá. Hay là tại mình ăn quen ta. Cũng có thể cái loại lớp cá là mình quen á, người ta mình thích. Thơm. Thơm hơn. Thơm. Rất là thơm. Với lại cái rau răng á, thơm mà nó hơi cay cay. Việt Nam có rám rau giúp cá nữa nhỏ thôi à. Mà sao người ta trồng ở đây người ta bán nó bự rồi. Chắc bỏ suốt nhiều quá. Ừ, nếu như nhà mình trồng cũng bự mà. Mình đã bỏ lớn, nhưng mình cũng bự. Mình nghĩ chắc ăn thua cái thời tiết, đúng không? Ừ. Thời tiết bên đây thì nó mát mẻ hơn, các bạn có thể nó mau lớn hơn, là nó bự hơn. Còn bệnh khi nó nóng quá đó. Ừ. Ngon lắm các bạn. Mà đặc biệt là có nhiều người ta không ăn được mắm ha. Tất cả các loại mắm như mắm ruốc, mắm nhẹ ha, không ăn được đó. Nhưng mà không ăn được là không ăn được mắm là ổn được cuộc đời, đúng không? Ừ. Dạ trời các bạn. Mình có nhiều người bạn ở đây lắm à, những người Việt á. Thì khi mà đi làm hay là đi chơi mà ăn những món tây hay món ngon ngoài á, thì cuối cùng mà về vẫn thích ăn mắm. Thèm mắm có nghĩa là mặc dù đi ăn tiệc ở ngoài rồi về có mắm vẫn ăn miếng cơm mà vậy nó vẫn thấy ngon hơn nè. Ừ. Ăn phải liếm tay liếm chân thì mới ngon. Cái mắm này là của dì của ông xã làm luôn đó bạn. Bánh đái xong rồi làm ở nhà luôn, mắm ruốc rồi mắm này cũng làm ở nhà luôn á. Ừ. Làm ở nhà thì cũng đảm bảo vệ sinh đó các bạn. Còn ngon. Quá ngon. Mình ăn nhiều mà dưới đây chồng lấy dây hả? Để anh lấy cái gì khác. Đó, cho nên nè, đừng có quấn mắm chung vô cái bánh cuốn. Nó nhiều tùm lum mà. Người ta nói ít tùm lum. Người ta muốn ít mắm à. Lại mắm nhiều quá. Mới đây ăn hai dĩa rồi. Ừ, quá ngon, quá ngon. Không công ly luôn á. Ăn cái mắm này nó ghiền quá này, quên luôn. Mời các bạn hao. Ừ. Bữa trưa thì mình uống cà phê. Nhưng mà ăn mắm thì uống cà phê cũng ngon các bạn mọi người đó. Thì đi về Việt Nam chơi, qua chơi về lợi các bạn đi làm rồi cũng phê. Hơi vất vả, phê. Ăn chơi quá, sung sướng quá. Vì bản thì sung sướng. Nhưng mà anh thích đi nhỉ em. Nhưng mà đi hoài thì chán không? Hoài, không phải chán mà thành nhà không? Không phải nhà, tại không đủ tiền. Tiền nhà không? Không, ý em nói là giống như là mình lâu lâu mà mình làm cực á các bạn. Rồi cái mình chơi á, mình thấy hồi đã quá. Còn mình chơi hoài nó cũng bị chán đúng không? Mà thí dụ như em nói mình có tiền đi. Thí dụ dũng chỗ đi. Đúng không? Ừ. Mình nói theo mình á, tại vì mình làm cực khổ cái mình hưởng thụ thì mình thấy sung sướng vô cùng. Còn mình hưởng thụ hoài thì nó cũng cảm thấy bị bình thường. Còn giống như mình làm hoài không hưởng thụ thì nó bị giống như bị ức chế vậy đó. Đúng rồi, cái gì mình làm hoài thì nó bình thường à. Đó, nhưng mà mình phải làm sao mình chủ động, mình làm sao mà nó thay đổi hoài không?
cái gì mà cứ chảy theo cái dòng đời nó bình thường thường cứ tiếp tục mỗi ngày giống nhau nha thì nó rất là nhàm chán. Thì có nhiều cô chú anh chị mấy em hỏi sao lâu quá mình mới về Việt Nam tuần này thì cũng dịch đó các bạn. Với lại tại vì mình đi thì mình phải chờ hè, cho nên nó là khi hè thì cũng lúc còn dịch thì chưa có bút vé được. Lúc mình nghĩ thầy còn dịch đâu dám bút vé, tới thì im thì lại bút vé không kịp với mắc quá, cho nên mình chần chờ tới cuối cùng tới hơn 6 năm mình mới về. Mà về thì này thì công nhận thay đổi quá trời nhiều anh ạ. Rất là nhiều, mỗi Việt Nam mình bây giờ thay đổi rất là nhanh. Rồi có nhiều bạn hỏi tại sao bà xã mình không có rước má qua bên Canada chơi ha. Thì khoảng 8-9 năm về trước thì bà xã có rước má qua đây với bà ngoại của mình. Rước qua đây ở hình như 9 tháng không nè. Thì ở lúc mình bút vé thì ở 6 tháng. Nhưng mà bà ngoại về sớm hơn dự định. Bà ngoại thì về sớm hơn tại vì mấy người lớn tuổi các bạn qua đây rồi cái cuộc sống ở đây nó khác. Ngày thường thì con cháu đi làm nhưng mình đi làm, bà xã đi làm hết á. Thì qua đây rất là buồn, với lại mùa đông ở đây rất là lạnh. Cho nên cũng không có thích hợp. Buồn thôi. Buồn. Nói chung là không có thích ở luôn á. Giống như là ở chơi chừng, ví dụ như chơi chừng một tháng là má đã chán rồi, cũng buồn rồi. Tại vì đây không có ai, tại hàng xóm thì nói tiếng Anh má không biết. TV thì hồi xưa thì cũng không có nhiều cái giống như là coi trên mạng, má chỉ nghe cái lương rồi vậy thôi. Bài bại vậy đó. Đúng rồi. Buồn quá là má cuối cùng má cũng đòi về các bạn. Thì bây giờ má lớn tuổi rồi má không muốn đi nữa. Bây giờ đỡ một cái là có cái mạng đó, mình gọi thấy mặt thì nó cũng như mình gọi thường xuyên á, thấy mặt thường xuyên thì nó cũng đỡ buồn hơn á. Nói chung là bà xã thì cứ mỗi ngày mới gọi ha, có khi ngày gọi 2-3 lần. Trời thì xem kia chiều ấy, mình tranh thủ, mình bữa ngày mình đi làm thì mình gọi một cái bấm thăm bà má cái vậy đó. Cái má làm gì ăn cơm chưa vậy thôi. Thì quê mình bây giờ thì thay đổi rất là nhiều luôn, nhất là quê mình á, mình ở Cần Đước. Thì bây giờ nó làm cái lường lộ lớn rộng ra, rồi cất cái công ty, rồi nhà cửa mọc lên như nấm các bạn. Cái khu công nghiệp phải không? Công nghiệp dạ. Thì ở dưới quê mình mà có những cái khu công nghiệp đó về thì sau này bà con sẽ sống có việc làm ổn định, sung túc hơn không? Thì ở chỗ nào cũng vậy. Thì có việc làm thì mình có ra thu vô thu ra. Thế là nếu mà mở khu công nghiệp ở đó thì giống như công nhân mà tụ lại làm á, thì người dân sẽ là buôn bán, các bạn tấp nập hơn, rồi giống như cũng đắt hơn. Mình nghĩ cái khu mình mà chừng vài năm nữa là cũng ngon mất ha. Với lại giờ sướng, Việt Nam giờ sướng cái gì cơ, muốn ăn cái gì lên mạng bấm một cái là có liền luôn các bạn. Cái gì cũng có luôn á, từ khô mực cá tươi, tôm khưa tươi, rồi cái rau cải, đồ ăn sẵn, rồi đồ ăn giặt, cái gì cũng có luôn á. Wow, quá trời. Có nhiều người thì vì Việt Nam thích ăn hay cũng không phải là thích, mà thích ăn nhưng mà còn hơi sợ các bạn. Dạ. Như ăn những cái rau rồi sợ đau bụng rồi, hay là những cái ăn mà làm không được tiêu chuẩn đó thì có bỏ đến đây này á. Thì mình nghĩ ở đây ở đâu cũng vậy các bạn. Thì cái cuộc sống, cái đời sống đó, nó nếu mà mình cứ về mình cứ lo vậy thì mình không có được vui, mình ăn gì mình cũng sợ hết. Chẳng thà mình ô ăn này sẽ là đau bụng, rồi cái mình đau bụng thì uống thuốc vậy là thì nó sẽ vui hơn. Cũng như là hòa mình với cái cuộc sống của người dân ha, người địa phương. Mình đi đâu cũng vậy, không phải là Việt Nam, nhưng mình đi qua như những cái nước mà Dubai như ha, là Ấn Độ, người ta bán những món ăn mà mình không dám ăn thì nó sẽ mất vui rồi. Đơn giản lắm, mình đi chơi hay mình đi ăn chung một mâm đi. Cái này mình sợ, khi mình sợ cuối cùng mình không ăn được cái gì thì nó không có vui chung chung cái bàn luôn. Vợ chồng mình thì nói chung là
cái chị cũng muốn thử ăn thử, người ta cũng về cũng cái bụng rất là tốt luôn, nói chung là ăn tùm lum quá, ở đây cũng tùm lum quá đó, không biết gì cũng ăn hết, cho nên về Việt Nam không bị gì hết các bạn, không bị đau bụng không gì hết. Có chị bị no bụng là có no bụng, bụng cái no hơi là tại vì tham quá, cái gì cũng muốn ăn mà cái bụng mình thì nó có giới hạn, nhiều thứ để ăn quá thành ra là đôi khi nhiều người có nhiều người về bển bị bội thực là vậy á. Nhưng mà mình đi xa cái đất nước mình đó thì có nhiều chỗ thì phát triển rất là nhiều hơn, nhưng mà những cái vùng xa vùng núi đồ đó thì người dân vẫn còn rất là khó khăn ha các bạn ha. Nhưng mà thì mình đi thì đường cối đường xá đồ người ta kéo vô tới đó, như điện là tất cả chỗ nào cũng có điện, có điện thoại ha, thì từ từ sẽ phát triển. Thì mình đi du lịch tới thì bên Việt Nam thì mình đi du lịch mình đi tour, có nhiều bạn hỏi đó, là mình đi tour như vậy có cũng có an toàn hơn, có tốt hơn á. Theo mình á, theo cái sở thích của mình thì mình thích đi tour hơn anh à. Đúng rồi. À, thì nếu mà có những cô chú anh chị muốn đi du lịch mà sợ thì mình nên đi tour, là tại vì đi tour mình không cần lo. Với lại mình cứ đi thôi, mình đóng tiền rồi mình đi vậy đó, rồi mình không lo, chứ là mình sẽ có nhiều bạn thêm ở trong cái đoàn đó, thì mình đi lâu ngày chung vậy đó các bạn thì thành bạn luôn, mới vui nữa ha, hòa đồng vậy đó. Đúng rồi. Nói chung là mình không có biết những cái địa điểm mình tới ha. Nhưng mình có nhiều người, người ta tự tìm hiểu, người ta biết, người ta đi lên đó. Nhưng mà như vậy thì nó chắc cực hơn. Mình phải chủ động tất cả những cái việc mình đi ha. Mình sắp xếp hết. Thì đúng là những người mà giống như họ thích đi trải nghiệm một mình á. Giống như họ thích những cái gì mà nó giống như độc lạ rồi chịu khó lên mới đi nổi trên đó đúng không? Còn nếu giống như mà mình lười, mà mình nói giống như mình đi theo đoàn mà nó phải đi sớm quá hay đi nhiều quá mệt quá, thì mình nếu mình đi một mình thì mình không có đi chơi được đâu á. Mà tại Việt Nam nó rất là nóng luôn, mà giống như mình đi về thì mệt, bắt đầu ngủ nó rất là ngon, rồi sáng cái lười dậy cái mình dậy trễ, dậy trễ cái đôi khi cái đi ăn sáng rề rà, cái nắng lên cái lười quá thôi về khách sạn nghỉ chút xíu rồi đi, rồi cái nóng quá thôi để chiều đi đó, là chiều đi được có chút xíu, và cuối cùng mình đi du lịch thì mình không đi được đâu hết. Cái đó là mình cũng đã bị qua rồi, cho nên mình vẫn thích đi cái tour. Tour thì nó có giờ giấc, giống như một ngày mình người ta sắp xếp cho mình 4 chỗ đi thì mình phải đi đúng 4 chỗ, rồi ăn uống thì có người ta đã đặt chỗ hết rồi, tới là có đồ ăn không hả, khỏi cần phải đi kiếm nhà hàng hay là phải đi kiếm chỗ. Với mình đi những cái vùng xa thì mình không có quen nhà hàng hay là cái gì đó thì người ta kiếm sẵn rồi, mình khỏi cần lo ha, đúng giá cả hay cái gì hết. Đúng rồi. Còn cái đó là mình đi trải nghiệm, nhưng mà mình đi theo tour thì anh thấy là bà xã mình cũng vậy, rất là thích đi được quen biết những cái anh chị em đi theo đoàn đó, rồi trải nghiệm lấy như vậy nó vui nữa các bạn. Còn nếu mà mình đi một người nhưng có hai vợ chồng đi thì cũng hơi buồn ha. Đó, nhưng mà đó là những trải nghiệm ha. Còn nếu mà các bạn muốn đi trải nghiệm xong rồi thấy mà muốn mà xả bớt mệt hay gì đó thì mình tìm những cái khu nghỉ dưỡng ở bên Việt Nam thì cũng rất là nhiều ha, rất là nhiều luôn, cũng rất là rẻ chứ không có mắc. Mà những nơi nó mới cất còn rất là mới. Thì anh thấy mà đi du lịch như bên các nước thì nếu mình không biết thì người ta cũng chọn tour như bên Nhật được thôi ha. Hay là mình không chọn tour thì mình phải tìm hiểu cái nơi đó mình đến, thì mình cũng đi tìm hiểu những cái ở đây nó kêu là sightseeing á các bạn, tìm những cái khu, những cái nơi đẹp, những cái khu check in đẹp thì người ta tới thôi. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Giống như mình
mình biết hưởng thụ cái thiên nhiên thì mình thấy thích, nhưng mà nhiều người họ không thích, nếu mà là mệt quá lên coi cũng có gì đâu. Đúng rồi. Thì anh thấy cũng nhiều người vậy đúng không? Ừ. Đi chơi mệt quá không có gì hết. Lúc cậu mà mình không biết gì hết. Không, nếu để cho những người không đó, đến nơi đó được. Không, những người đó thì mình nghĩ là không nên đi du lịch xa vậy, mà chỉ đi trải nghiệm. Đừng đi trải nghiệm mà mình đi nghỉ dưỡng rồi, giống như đi mấy cái resort vậy đó, biển là vậy thôi. Nhẹ nhàng, khỏi cần đi đâu hết. Giống như tụi mình đi Phú Quốc đó các bạn. Thì chỉ tới ở khách sạn có ăn rồi có sẵn rồi, thì cũng có chỗ chơi, nước tắm rồi trò chơi. Thích đi không thích đi thôi, nói chung là vậy cũng là đi nghỉ dưỡng. Thứ nhất là đi vậy đó các bạn. Thứ hai là gia đình mình nó đi là, cũng như là lúc nào cũng muốn đông đúc anh em ở nhà mình đó, như mấy đứa cháu rồi đó đi chung, nhưng mà đi du lịch như vậy đó tại vì việc làm rồi để học rồi tùm lum đó các bạn, là đi chung không có được. Cho nên cứ mỗi năm ở đây ra, nếu mà mùa hè đó thì gia đình mình thường tổ chức những đi cắm trại đó các bạn. Cắm trại thì rất là vui, nhưng mà cái ý tận cùng của gia đình mình đó là cho các cháu, các em, anh em đồ mà sum họp để mà làm việc, không phải là chơi những cái activity, những cái trò chơi chung với nhau đó các bạn. Như vậy nó sẽ kháng khích. Cho nên mấy đứa cháu của mình với con của mình đều rất là cũng như là kháng khích với nhau. Nếu mà mình không có tạo điều kiện như vậy đó, sau này ở đây, đặc biệt là ở đây nữa, không có nhiều thời gian gặp như vậy thì mấy đứa nó sẽ xa cách, xa dần. Tại vì nó đi học riêng các bạn, đi làm riêng, có những cái bạn bè riêng, thì khi mà nếu mà mình không cho nó tạo cơ hội cho nó gặp nhau vậy thì từ từ nó xa dần đi các bạn. Anh em hay gì cũng vậy hết ha, mình phải tạo cơ hội gần nhau rồi thì mới gần nhau được, chứ mà mình để xa nó càng ngày càng xa. Đúng rồi, chứ không phải là mình đi chơi vui là một ý, mà cái tận cùng cái ý là cho mấy đứa nó chơi với nhau, làm những cái công việc với nhau như vậy. Dạ, chứ đi cắm trại thì đi đông vậy thì rất là vui, nhưng mà cực dữ lắm các bạn, rất là cực luôn á. Tại vì đông người quá mình phải chuẩn bị nhiều thứ lắm luôn á, mỗi người một việc, nhưng mà cũng rất là cực. Nhưng mà tụi mình đôi khi cũng tranh thủ đi một lần một năm, nhưng mà năm nay thì tại vì Việt Nam thì ai cũng bận rộn quá nên cuối cùng không có đi được. Với lại cho mấy đứa nó ra ngoài thiên nhiên như vậy đó các bạn, nó hòa mình với trong đó, nó cảm thấy thiên nhiên nó rất là quan trọng với nó ha, với con người của chúng ta. Thì ở đây học sinh đi học mùa hè thì được nghỉ ngơi, các bạn ít khi nào học thêm lắm, rất là ít luôn. Nếu mà có cho học đi chăng nữa thì cũng học một hai tuần đầu vậy thôi, rồi bắt đầu ta sẽ cho tạo cơ hội cho nó đi chơi, còn mấy thứ lớn lớn thì có thể làm thêm. Còn Việt Nam thì mình thấy học hè vẫn học nè. Wow, hình như là học quá trường học luôn, mặc dù học ở trong cái chương trình đã quá là cao rồi, nhiều học thêm. Đôi khi những cái đứa bé nó còn quá là nhỏ luôn mà đi học như cả ngày rồi, cuối tuần phải học thêm nữa, mình thấy đôi khi mình thấy thương á. Còn ở đây thì cô giáo thì nói chung không có khuyến khích cho con mình học thêm, nói là giống như học như vậy đủ để nó mới vô, chứ mình học nhiều quá thì đôi khi nó bị phản tác dụng. Còn lên đại học ở đây thì nó bắt đầu là nó khi đó mấy em đã lớn rồi, bắt đầu mấy chương trình nó mới cao hơn rồi, bắt đầu em học dữ rồi nè. Thì mình thấy cuộc sống người dân ở Việt Nam bây giờ cũng khá lên rất là nhiều các bạn. Đặc biệt là người giàu, giàu cũng giàu, quá trời giàu luôn anh hả? Giàu cũng thiếu luôn các bạn. Thì cuộc sống người dân thì đa số bây giờ những cái em còn trẻ trẻ đó thì đi làm công nhân. Thì nói chung là nó cũng có lương mỗi tháng, cho nên cuộc sống cũng đỡ, không có vất vả như xưa. Còn những người lớn tuổi thì làm ruộng, nhưng bây giờ cũng ít ai làm ruộng lắm các bạn. Không có cấy lúa rồi giống như xưa, cũng khỏe hơn ha. Thì từ từ sẽ thay đổi cái nước mình khi mà nó phát triển rồi thì mọi người có việc làm, mà có công chuyện làm ăn thì từ từ dân sẽ giàu lên. Chứ không thể là, tại vì đất nước của mình đã trải qua rất là nhiều chiến tranh mà ha. Không thể là giàu lên một cái đùng như vậy.
Ngoại trừ có ai mà cứ nè, trúng số hay gì đó thì người ta giàu bất thình lình. Cái giàu đó là giàu bất thình lình là không nói ha. Giàu từ trên trời rơi xuống. Thì em nói đến nước mình mở cửa thì những cái công ty xí nghiệp nó vô á, thì từ từ cũng phát triển. Với lại người dân của mình là cũng như cái chiều cực từ xưa giờ. Ra là cực khổ rồi, chiều rất là giỏi các bạn. Cho nên là làm giàu là chuyện em thấy sẽ xảy ra thôi. Cho nên mình những cái anh chị mà ở nước ngoài thì mình cũng khuyến khích anh nhé, thì sản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài thì mình ủng hộ đi ha. Cái này là giúp cho người dân của mình ở bên đó, đó. Thì tự nhiên người dân mình giàu thì cuộc sống nó sẽ tốt. Khi mà cuộc sống nó tốt thì cái gì nó cũng sẽ tốt hơn, bất cứ cái gì cũng sẽ tốt hơn. Ta nói bần cùng sinh ra đạo tặc là vậy đó các bạn. Khi mà người ta nghèo thì có những cái tệ nạn rất là xấu ha. Nhưng mà khi mà người ai cũng giàu giàu và đủ ăn rồi, người ta sẽ quý trọng cái cuộc sống của người ta hơn, thì đất nước sẽ phát triển hơn. Ngon quá. Với Việt Nam mình bây giờ cái gì cũng có luôn á, y chang như bên này các bạn. Từ những cái sản phẩm cái gì cũng vậy ha. Nhập hãng sản nhập về Việt Nam, nói chung cái gì cũng có luôn á. Nếu mà mình về Việt Nam mà không muốn mua quà thì về bển mua cũng được, nhưng mà giá cả thì chắc có thể mắc hơn xí. Nhưng mà bên Việt Nam không có thứ rau cải của Thu Lâm Anh trồng có sao? Nhưng mà nó không có cái gì đặc biệt. Cái tình cảm của hai vợ chồng Thu Lâm Anh bỏ ra quá để trồng những cái cây lên tươi tốt. Ở Việt Nam có một thứ mà rất thích, ở đây không có đó là gì? Đặc biệt mình về Việt Nam á, khi mình cầm cái máy quay phim á thì những cái người xung quanh mình hay là những cái chợ, siêu thị, khách sạn ở đâu cũng vậy các bạn, mọi người đều rất là ủng hộ, có nghĩa là nhiệt tình, chào hello hay là cười lên. Còn ở đây là nếu mà mình lỡ quay trúng người ta là quảng hồn. Người ta sẽ nhìn mình dưới đôi mắt hình viên đạn, có nghĩa là họ rất là bực mình phải xóa đi, hoặc là mình phải quay xuống cái chân của họ, hoặc là quay người khác, chứ mình lỡ trúng họ là họ không có vui. Có một lần mình đi ở đây, mình đi vô trong mall mình quay con mình thì lỡ trúng một cái ông đó không phải là người Tây nha các bạn. Có không biết là người gì, có thể là người châu Á đó, và họ ở đây thì họ đi theo, họ nói là mình đã quay trúng tao cho nên là tao muốn mày bỏ đi cái video đó. Cuối cùng mình phải bấm bỏ đi thì ngay trước mặt ông đó thì ông mới vui á. Ở đây là vậy á, mà phái Việt Nam ghê luôn á, đi chợ hay đâu cũng vậy, mọi người rất là nhiệt tình luôn á. Tại vì quay có nhầm khi trúng người, những cái người người ta cũng như là có truy bị truy nã hay gì đó, là em bỏ lên cho người ta, ô ông này ở đây nè, cho nên người ta sợ. Ăn cái nữa. Ngon. Quá ngon. Ở đây là cái cuộc sống cá nhân người ta không có muốn. Đúng rồi các bạn, sự riêng tư của người ta không muốn mình à. Thì mình làm mình đưa lên, khi gặp người thân người quen họ thấy thì họ mới vui được đó. Thì đúng rồi, thì mình ở đâu cũng vậy, theo cái luật lệ ở đâu mình phải tôn trọng đó các bạn ha. Đó, thì có nhập gia tùy tục ở bên đây không cho gì thì mình phải tôn trọng. Về Việt Nam, người ta không có cho cái gì thì mình cũng phải tôn trọng. Đó là nhập gia tùy tục ha. Việt Nam thì mình đi chùa rồi thì mình phải mặc đồ dài tay, hoặc là kính cẩn đúng không? Đó là vô chùa là một không? Cũng như là mình qua bên cái nước là mỗi nước nó có cái luật lệ khác nhau ha.
như mình vô mình không tôn trọng cái luật lệ đó, mình không có tôn trọng cái đất nước đó, thì tại sao người ta phải tôn trọng mình? Cũng như mình vô nhà ai đi, thì ở trong nhà đó dép phải để ngoài sân, không lẽ mình mang dép vô nhà người ta được hả? Đúng rồi. Ở nhà tôi mang dép vô hoài. Ừ. Có sao? Nhà anh còn xấu hơn nhà tôi nữa, tôi mang vô có sao? Vậy đó, thì đâu được hả các bạn ha? Bỏ quên gì vậy? Thơm. Thơm. Cho nên nhiều khi nhiều mấy cô chú anh chị mấy em kêu mình quay ở chợ, đôi khi mình cũng muốn quay nhưng mà mình ngại gặp người ta, phải trúng người ta đó, nhiều khi phiền người ta, nhiều người không nói nhưng người ta lại không có thấy vui á, nhưng mình cũng ngại á, quay ngoài đường lắm. Em xong rồi đó. Rồi vậy xong mình chào mọi người luôn đi. Thì cũng như năm này là lần đầu tiên nè. Chưa ăn ngoài được, bữa nay tính ra ăn ở ngoài. Nóng quá chứ. Quá trời nóng. Mình ăn cái mắm á, mình sợ cái con ong á bạn. Nó bu lại, cái bò bu nhiều lắm á. Thôi mình nói ăn ở nhà đi để có thể ngày mai. Ngày mai không biết có rảnh không? Bữa nào hết rảnh á, coi. Nấu ra ngoài ăn bữa, tại vì cũng sắp tới lạnh rồi. Mình nấu cái món gì mà ong với ruồi bay lại tự động nó chết á. Sao nó chết hả? Mình ăn chắc cũng chết luôn. Mình ăn chết luôn. Nó quá. Thì cái mình nghĩ cái món á thì ở đâu nó cũng ngon ha, nhưng mà vì mình về đây á thì tại không có, cũng như là không có ăn tùm lum á, không có nhiều thứ lựa chọn á, cũng dưới bụng mình nó đói, với lại cái rau của mình nó không có hái nó tươi ra ăn nó ngon hơn Việt Nam rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Tại Việt Nam hình như là cái ít khi nào mà để đó bụng dữ dội các bạn, ăn từ sáng tới chiều luôn. Nó cứ no lên đên hoài. Nó lên đên hoài à. Không có khi nào nó chìm xuống cho nên. Nếu bằng là trong đó hơi đó để ăn đó. Nói chung là ăn từ sáng tới chiều. Mà nhất là cái trái cây lúc mình về Việt Nam thì trái cây ngay mùa. Cho nên nó rẻ quá trời luôn mà nó ngon nữa các bạn. Mà đặc biệt ở Việt Nam sướng vậy nè. Mua trái gì người ta cũng cắt cho mình thử hết á. Giống như là mua sầu riêng đi, người ta khui thử, nếu mà thích thì ngon thì lấy, còn không lấy. Mít cũng vậy ha. Wow. Còn ở đây đâu có các bạn, mua hên xui à. Nhưng Khương mua trái mít bữa cho bá về ăn không được là chuyện bình thường. Mít thì ba trái cây đầu trả không được hả ta? Đây không trả được. Ví dụ anh Khương hư đi chăng nữa thì anh lại mắng giống đi chăng nữa thì nó nói anh ráng lựa lần sau ngon hơn thôi, chứ nó đâu có đền đâu. Tại nhưng mà tiệm tay mình trả được mà, như mình mua đồ gì hư mình trả được. Đó thì được. Còn giống như trái cây Việt Nam qua thì không có trả được các bạn, tại vì khi qua tới đây lâu quá nó cũng bị hư rồi, nó bị dập rồi, nó non rồi vậy đó. Thì đặc biệt Việt Nam là quá trời trái cây ngon. Như sầu riêng ra mua đem về mình đem trả lại chắc người ta trả rất là nhiều ha. Đúng rồi. Hôm bữa mình về Việt Nam mình mua sầu riêng xong rồi có một cái cũng như bị sượng muối cũng đem ra trả được á. Bị sượng. Thôi, chào mọi người, để anh ăn tiếp. À dạ, thì chắc cũng sắp hết mùa rau của mình rồi, chuẩn bị bắt đầu nó eo ổn, nó chậm lên nữa nè, chắc cũng không ăn được mấy lần nữa đâu. Thì ở đây là sắp đến thu. Sắp thu. Ở đây thì thu qua đông đến xuân về. Mà nghe mùa thu chứ ông Nông Nhân mê lắm, tại sắp mới tới mùa nóng các bạn. Mùa thu là mùa hái nóng. Mùa thu có hai cái mà anh thích. Nó câu cá hay nắm phải không? Câu cá hay nắm. Thì năm ngoái hay nắm thì thất mùa rồi. Năm nay là mong có nắm để thu hoạch nha. Thì năm ngoái cũng không có trái cây để hái, nhưng mà năm nay có trái cây nha các bạn. Thì mong là năm nay sẽ có nắm. Thì mình sẽ quay thiệt là nhiều video nắm cho các bạn xem luôn nha. Rất là hy vọng. Dạ thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.